Tiểu sử diễn viên Hoàng Hà nữ sinh năm cuối có nét đẹp trong veo trên sóng Giờ Vàng, tôi không mê trai như phim. Hoàng Hà là một nữ diễn viên trẻ sở hữu gương mặt đẹp, nền nã, nhẹ nhàng và cuốn hút. Cô được khán giả biết đến từ khi tham gia MV Nàng Thơ, MV đạt hơn 26 triệu lượt xem của ca sĩ Hoàng Dũng, MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của ca sĩ Hòa Minzy. Người đẹp sinh năm 1996 này vốn là một diễn viên lồng tiếng, bắt đầu vào nghề từ năm 2015. Mới đây, cô gây chú ý với vai Giao Ánh trong phim điện ảnh Em và Trịnh. Không còn là một gương mặt xa lạ với khán giả Việt Nam, Hoàng Hà bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 2015. Đến nay, tham gia nhiều bộ phim về thanh xuân như Thanh Xuân, Nhất Định Phải Crush Một Ai Đó, Nụ Cười Từ Trái Tim, 17 Một Lần Nữa, Tết Gần Tết Xa, Cô Gái Của Những Ngày Đã Qua. Cô từng thử sức với vai trò diễn viên lồng tiếng, người kể chuyện. Hoàng Hà sở hữu gương mặt đẹp, đôi mắt to trong veo, nụ cười tươi rạng rỡ. Nhiều người nhận xét rằng Hoàng Hà có nét đẹp hao hao diễn viên Park Min Young của Hàn Quốc và Đồng Khiết của Trung Quốc. Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp này đảm nhận vai diễn Giao Ánh trong bộ phim điện ảnh Em và Trịnh. Được biết, cô đã được giao đóng vai này sau khi vượt qua 5 vòng casting. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết anh vô cùng ấn tượng với Hoàng Hà khi gặp cô tại buổi học gặp gỡ mùa thu, vì vậy anh đã khuyến khích cô nên đi casting vai diễn phim Em và Trịnh. Bộ phim này đã tái hiện chuyện tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nhiều mỹ nhân, trong đó có Giao Ánh. Họ quen nhau khi Giao Ánh 14 tuổi còn Trịnh Công Sơn 25 tuổi. Trịnh Công Sơn có tình cảm với Bích Diễm, chị gái của Giao Ánh. Thế nhưng, mối tình mà Trịnh Công Sơn dành cho Bích Diễm không thành. Giao Ánh đã viết thư cho Trịnh Công Sơn để an ủi và giải bày tình cảm với ông. Trịnh Công Sơn đem lòng cảm mến nên đã viết tặng Giao Ánh nhiều bài hát như Còn Tuổi Nào Cho Em, M.U.C. Hồng, Du Em Từng Ngón Xuân Hồng, Lời Buồn Thánh. Sau khi chuyện tình giữa Giao Ánh và Trịnh Công Sơn kết thúc, bà đã sang Mỹ sinh sống nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình ông. Cho đến những năm cuối đời, Giao Ánh đã về Việt Nam để chăm sóc Trịnh Công Sơn. Bộ phim Chúng Ta của 8 năm sau đang thu hút sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ. Bên cạnh các diễn viên Quỳnh Cun, Huyền Ly Di, Ngọc Huyền, Hoàng Hà, vai Mai Dương được xem là một điểm nhấn thú vị trong phim. Bởi đây không chỉ là bộ phim truyền hình đầu tay của Hoàng Hà mà tác phẩm còn đánh dấu lần đầu tiên cô xuất hiện trên sóng truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam. Xuất hiện trong Chuyển động 24 giờ, Hoàng Hà bất ngờ tiết lộ về cơ duyên đến với Chúng Ta của 8 năm sau. Thực ra, ekip của đạo diễn Bùi Tiến Huy đã từng mời tôi tham gia phim Thương Ngày Nắng Về. Tuy nhiên tôi đang đóng phim điện ảnh nên phải từ chối. Với lời mời lần thứ hai thì đây là điều cần trân trọng. Ngoài ra, tôi muốn tặng bộ phim này cho gia đình mình bởi bố mẹ rất mong nhìn thấy tôi trên phim Giờ Vàng. Cô hài hước cho biết phụ huynh thường thắc mắc về việc cô làm diễn viên nhiều năm nhưng vẫn chưa được lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Thấy tôi trên sóng Giờ Vàng, bố mẹ tôi tự hào lắm, người đẹp 27 tuổi bày tỏ. Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều khán giả đã khen ngợi diễn xuất linh động của Hoàng Hà đã mang đến một Mai Dương đáng yêu, sôi nổi, không ngần ngại theo đuổi và bảo vệ tình yêu của mình. Trong phim Chúng Ta của 8 năm sau, Hoàng Hà vào vai Mai Dương lúc nhỏ, thời điểm đang là sinh viên năm cuối, chập chững vào đời. Nhân vật Mai Dương khi trưởng thành do Huyền Ly Di đảm nhận. Hoàng Hà tự nhận xét cô giống Mai Dương ở sự hồn nhiên của lứa tuổi thanh xuân nhưng sự mê trai thì không bằng nhân vật. Nữ diễn viên cho biết ngoài đời cô là người kín đáo, nhưng khi thật sự thích một điều gì đó thì sẽ theo đuổi tới cùng. Tôi diễn rất kỹ đến từng ánh mắt, từng cái nhíu mày, nhếch môi. Tôi đã tích lũy rất nhiều để có kỹ năng diễn xuất như vậy. Em xem nhiều phim từ cấp 2, cả điện ảnh và truyền hình, cho tới cấp 3 biết được bản thân muốn làm phim. Ngay từ năm nhất đại học, em đã đi học diễn xuất ở ngoài, Hoàng Hà tâm sự. Hoàng Hà không phải là gương mặt xa lạ với khán giả. Cô từng để lại ấn tượng với vai Giao Ánh trong phim điện ảnh 100 tỷ em và Trịnh. Thời điểm đó, nét đẹp trong trẻo và đậm chất nàng thơ của nữ diễn viên 9X được nhiều khán giả ngợi khen. Ngoài ra, Hoàng Hà còn từng tham gia đóng trong các MV ca nhạc như Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Hòa Minzy, Nàng Thơ, Hoàng Dũng. Hoàng Hà có đề cử cho Giải thưởng Mai Vàng 2022 và Ngôi Sao Xanh 2022 cho các vai diễn trong phim điện ảnh. Song, nữ diễn viên bày tỏ đó hoàn toàn không phải điều cô mong đợi. Khi nhận được đề cử, em cũng rất vui nhưng cũng không quá hy vọng mình sẽ được giải. Em còn quá mới trên hành trình của mình để nhận ra những giải thưởng ấy, rất tự hào.
Em cảm thấy mình làm việc này không phải vì giải thưởng, nhưng khoảnh khắc lên nhận giải, tôi lại xúc động và tự hào. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1996 còn tiết lộ rằng cô chỉ cao 1,55m, trong khi bạn diễn Quốc Anh cao 1,86m. Dù chênh lệch tới 31cm, nhưng cả hai vẫn tạo thành một cặp đôi đẹp gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Trong tập 3 vừa phát sóng, Mai Dương hóa thân cô thỏ hẹn hò với Lâm trên phố đi bộ và có những khoảnh khắc ngọt ngào. Quốc Anh hoàn toàn khác em cả về chiều cao và tính cách. Em đằm tính, Quốc Anh rất trẻ trung, nhiều lúc nói những câu chuyện rất vô tri. Thời gian đầu cả hai không có cảm xúc nam, nữ với nhau khiến đạo diễn cũng phải đau đầu. Bọn em phải tập nhìn vào mắt nhau, bản thân em phải quên mình hơn tuổi Quốc Anh. Sau đó, cả hai đi chơi cùng nhau và nói chuyện, sau 1-2 ngày mới bắt đầu cảm thấy dễ bắt cặp hơn, Hoàng Hà chia sẻ về bạn diễn của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1996 tự nhận xét cô giống Mai Dương ở sự hồn nhiên của lứa tuổi thanh xuân. Em diễn rất kỹ đến từng ánh mắt, từng cái nhíu mày, nhếch môi. Em đã tích lũy rất nhiều để có kỹ năng diễn xuất như vậy. Em xem nhiều phim từ cấp 2, cả điện ảnh và truyền hình. Cho tới cấp 3 biết được bản thân muốn làm phim. Ngay từ năm nhất đại học, em đã đi học diễn xuất ở ngoài. Cũng theo Hoàng Hà, dù tính cách thanh xuân không khác Mai Dương nhưng sự mê trai không bằng. Lúc quay mình là nhân vật nên không nhận ra, nhưng khi đã thoát vai và ngồi nhà xem phim vì thấy con bé này nó mê trai quá. Hoàng Hà cho hay cô yêu kiểu kín đáo và không dùm beng như Dương, nhưng điểm giống với nhân vật là nếu thích gì cô sẽ theo đuổi đến cùng. Bên cạnh đó, nữ chính chúng ta của 8 năm sau cũng tiết lộ, ở những cảnh quay với nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, cô ấn tượng nhất là sự ăn ý, hòa hợp. Hoàng Hà nói, tất cả những cảnh quay với chú Trung Anh thường là những cảnh khó và khi hoàn thành, tôi nhận ra mình làm tốt hơn cả những cảnh quay với Quốc Anh. Chú Trung Anh từng 2 lần làm bố hụt trên phim nên cảm giác chú Trung Anh trở thành bố của mình đã có sẵn trong tôi.